Các bạn đang xem cái Kobe Sumitomo gạo kiếm. Múc mương bao lên liếp để trồng sầu riêng. Bề ngang liếp là 5 m. Mương là 2 m rưỡi như vậy. Kiếm. Kiếm giống như hai cạnh hai bên. Kiếm cho bạn coi. Đóng lại là đó là cái gốc này nó mốt trồng sầu riêng. Đây cái lớp mặt. Còn máy này đẹp. Có nhiều bạn tức là trước mình có quay mấy cái bè và lên liếp, người nói là múc không đẹp, mình không biết sao mà đẹp. Không đẹp, có thể là cái mương nó thẳng rồi nó không bị sạc mương, rồi ban ra cho nó đều hay sao. Kiếm này không biết là kích thước những lớn nhỏ lúc ra vô được.
kelemahan.